À, xin chào các bạn, mình tên là Dư. Thì ở đây chắc là các bạn mình đã biết mình qua cái Facebook fanpage I Love Photoshop. Thì gần đây thì mình tạo thêm diễn đàn designer Việt Nam và Kim luôn là admin. Lời đầu tiên thì mình xin cảm ơn các mods đã cùng mình tham gia để mà phát triển cái diễn đàn này. Như đã hứa thì mình sẽ làm một loạt các hướng dẫn dành cho các mods để mà khi chúng ta dễ dàng quản lý hơn và làm việc nó chuyên nghiệp hơn. Vì sao? Vì mới lúc đầu diễn đàn mới mở ra thì nó khá là dễ dàng, nhưng mà sau này nó phát triển lâu rồi á thì rất cần cái sự quản lý mà nó rõ ràng một chút xíu. Thì đầu tiên thì mình sẽ chia ra nhiều video, thì video này thì mình hướng dẫn cho các mods viết tạo chủ đề mới, có nghĩa là khi mà viết bài thì bạn nếu mà là mods đó thì mình nghĩ là nên khi mà bô bài á thì cái bài bô của mình nó chuyên nghiệp, nó rõ ràng, để mà khi mà cái member mà nhìn vào á thì có thể mà dạy học, có thể mà học hỏi theo. Chứ mà mốt mà bâu bài nó lung tung thì khi mà member nhìn vào thì chắc chắn mình cũng không có làm theo được. Thì đầu tiên mình xin ví dụ là mình bâu bài ở một lý thuyết trong phần hướng dẫn Photoshop nha. Đây, lý thuyết. Mình tạo chủ đề mới ở đây. Khi mà bâu bài á, quan trọng nhất là cái tiêu đề. Thì các bạn có nhiều khi có nghe những cái từ ngữ như là giật tít hay là câu view, hay là nói chung là bởi vì cái tiêu đề nó rất là quan trọng. Nhiều khi mà cái nội dung nó không có gì hay ho nhưng mà tiêu đề nó hay thì thành ra là câu khách như thường à. Nhưng mà nói vậy không phải là chỉ là để đặt tiêu đề rồi nội dung bỏ đó nha. Thì tiêu đề á, thì tiêu đề thì các bạn có thể mà tham khảo các bài viết mà mình viết trên web vị designer có chính nè. Thì tiêu đề thì nó phải rõ rõ ràng ra, và khi mà cái mục mà blend màu chẳng hạn thì mình đặt cái tiêu đề sao mà cho nó nghe nó cuốn hút một chút xíu. Nói chung là tiêu đề mình đặt á thì đừng có quá ngắn và đừng khó hiểu quá, chẳng hạn như là ngắn và hạn chế là đừng có thêm mấy cái hình cái mấy cái mặt cười hay như cái là hình cười lăn lộn gì á, tại vì nhìn nó tin quá. Mình chưa có thêm cái phần tiền tố ở tiêu đề. Thì hiện tại các bạn nếu mà muốn phân biệt cái tiêu đề thì các bạn có thể thêm thêm ở phần chẳng hạn như đao 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 loát hay là tút, thì các bạn thích muốn tự thêm thì thêm, tại sau này thì mình mới cái update thêm cái phần này, còn hiện tại thì mình chưa, thì các bạn có thể chịu khó mà tự thêm nha. Rồi mình ví dụ là mình sẽ đặt cái tiêu đề định nghĩa về stock trong thiết kế đi nha. Rồi, nói chung là cũng không quá dài mà cũng không quá ngắn mà nó rõ ràng và hạn chế ở phía sản chính tả nha. Rồi. Tiếp đến là cái nội dung. Nội dung trong đây á, thì đây mình trước tiên là mình cho coi cái demo, cái bài mà mình đã từng viết trên diễn đàn nha. Đây, cái bài về cái bài vấn đề về bản quyền và đặt watermark cho chủ cho bài viết trên diễn đàn. Thì đây, cái này là tất nhiên là mình tự viết chứ không copy đâu hết. Thì nói chung là khi mà các bạn tự viết hoặc là copy ở đâu đó cũng cũng được, nhưng mà miễn là khi mà nó ra như thế này á thì phải rõ ràng là phần nào mình cần highlight và xuống dòng cho rõ ràng, và quan trọng là cũng phải có một chút hình gì đó, hình ảnh để mà minh họa. Nhiều khi mà cái chủ đề nó không có ảnh gì trơn á, nhưng mà mình cũng cố gắng mình tìm cảnh ở đó nhìn cho nó chủ đề cái bài viết của mình hấp dẫn hơn một xíu, chứ mà nhìn vô là cái một rừng chữ luôn mà không có cái ảnh ở trơn á thì nó cũng khô khan lắm.
mình viết bài thì mình đặt mình ở là cái người xem á, chứ mình đừng có đặt mình nha. Tại vì thường người xem thì nhìn bài vô á, thì tâm lý người ta là khi mà thấy nhiều bài mà chữ mà nó dính chùm chùm nhau á, thì người ta bật vô người ta không muốn xem luôn á. Thì mình thấy vậy thì mình hạn chế là khi viết bài á, thì mình nên chỗ nào cần highlight, cần cần tô màu, cần xuống dòng. Nói chung là nếu mà xuống dòng thì đừng có mà dính chùm chùm. Đây mình có một cái bài bài nó có khuyết điểm là nó dính chùm chùm vậy á. Bài này thì nói chung là của Smosh, thì tuy là nó hình như là được sửa lại rồi, tại hồi sáng mình có xem thì phông chữ như này nó hơi nhỏ, thì copy, nếu mà copy bài lại chữ có nhỏ thì các bạn phóng nó to ra cho nó đều ra, rồi xuống dòng, cách dòng cho nó rõ ràng như vậy nè. Nói chung là về cái phần bài viết của cái bài này á, thì thấy là mình ổn rồi đó, nhưng mà có một cái là thiếu hình ảnh, hay là tại vì nhìn chữ không à, mình thấy mình cũng nản nữa, mình đọc là biến đọc lắm, phải có cái gì đó nhìn cho hấp dẫn chút xíu. Tại vì đây là bài viết về các đồ họa chứ không phải là về chuyện ngắn hay là chuyện, bởi vì nếu mà không có chữ, không có hình ảnh thì nó cũng hơi hơi khó đọc. Thì về phần xuống dòng này nọ, chứ cái bài viết này chỉ còn thiếu ảnh, hình ảnh thôi. Ok. Thì khi mà viết thì mình đã nói rồi đó, khi viết bài thì các bạn viết cho nó rõ ràng. Thôi bây giờ là mình thử kiếm một bài nào đó về stock đi, tại vì mình hiện tại mình không có, không sẵn. Đây mình lấy đỡ một cái bài này đi. Để mình copy một phần này đi. À, cái mã nguồn diễn đàn này là Sanforo. Này, cái mã nguồn này nó mới. Nó tiện một cái là mình khi mình copy bài á thì nó ra y chang vậy á. Thì rất là dễ á. Dễ, rất là dễ, nói chung là dễ copy bài. Nhưng mà khi mà bóp bài á thì có khi nó bị lỗi. Nó lỗi ở cái phần dòng á, nó bị dính chùm chùm lại nhau á. Thì khi mà thấy nó có lỗi vậy thì các bạn chịu khó mà cách nó ra. Thì cái này mình chưa thấy lỗi gì, thì tí nữa mình sửa sau. Đây. Nói chung là bài viết này là khá ok rồi. Còn mấy cái phần bổ sung dưới đây thì các bạn muốn thêm thì thêm, không muốn thêm thì thôi. Thì cơ bản là chỉ tiêu đề và nội dung thôi. Sau này thì mình có thể thêm một số tính năng khác nữa thì tính sau, còn hiện tại là mình chỉ cần có tiêu đề rõ ràng và bài viết nó cũng rõ ràng một chút xíu. Copy bài thì sẽ như thế này nè. Bây giờ mình tạo chủ đề mới nha. À đây. Thì cái phần này mình copy ở cái nguồn này thì nó giữ là nó cũng rõ ràng rồi. Cũng không có gì à đúng rồi. Quan trọng nhất là mình khi mình copy bài á thì cái nguồn đó là quan trọng. À cái phần ở đây mình ấn enter để xuống dòng không được. Tại cái này cái lỗi gì mình cũng không rõ nữa. Thì các bạn mà dính cái lỗi này á, không xuống dòng được á, không xuống dòng để mà sửa bài á, thì các bạn ấn vào góc phải trên cùng màn hình nè là View BB Course Editor ở đây, rồi mình thêm dưới đây thêm đại chữ nặng được á, sau đó muốn quay lại cái trình mà soạn thảo hồi nãy ban đầu á là sử dụng Retest Editor nè. À đây, mình đã có xuống dòng rồi đó.
Vậy xuống dầu thoải mái rồi đó. Tại nãy nhiều khi nó bị lỗi này, mình cũng không biết làm sao để mình xử lý sao. Đây mình ghi nguồn, quan trọng nhất là cái nguồn. Nguồn là hình như là cái nguồn này là của có chính, cái nguồn là mình phải có chính xác là chỗ nào nha, chứ không phải mình copy ở đâu mình ghi nguồn đó là không được. Đây cái nguồn đây là của gdn.com, gdn.com. Highlight lên và để căng nó giữa đi, mình nghĩ căng ở giữa nó sẽ đẹp hơn. Đúng rồi, hình ảnh á, hình ảnh trong bài viết á thì căng giữa hết nha các bạn, căng giữa ra. Test á, thì để nó căng bên trái thì không có gì, nhưng mà hình ảnh á, thì nên căng giữa ra cho nó đẹp, nhìn cho nó bố cục nó nhìn đẹp hơn. Khi các bạn mà khi nhìn bài viết của mình trên web designer á thì mình luôn có một cái form chuẩn cho nó. Thì nhiều bạn nhìn đã đọc qua những bài viết trên đây rồi cũng có biết rồi, thì viết mình thì hình ảnh mình để căng giữa ra hết rồi. Cái này cần highlight, hình mà highlight nó nhìn rất là rõ ràng, mà nhìn khi mà người ta nhìn vào á thì người ta sẽ dễ đọc hơn. Chứ mà mình viết mà không highlight mấy mấy chữ cần thiết á thì nó cũng khó cho người ta khi mà xem. Đây và cuối cùng là cái phần nhưng mà có tham khảo hay là nguồn ở đâu thì mình ghi ra dưới đây. Xong đây là một bài viết hoàn chỉnh và cái form chuẩn của nó. Thì ở khi mà viết diễn đàn, nói chung là ở diễn đàn mình không cần phải có form chuẩn quá, nhưng mà cơ bản là nó phải như nó rõ ràng, các bạn cảm thấy mà các bạn đứng ở cái cương vị mà người xem á mà thấy mà dễ dễ nhìn á thì các bạn làm thôi. Ok. Đây còn còn riêng về cái phần một bài viết mà có phần download download á. À đúng rồi, trước tiên là mình sẽ nói về cái đề cái phần cài đặt watermark đi nha. Thì cái này mình không cần đòi hỏi các bạn các member phải làm, tại vì mình nghĩ là chúng ta là quản trị của diễn đàn thì chúng ta nên làm cái này, là đặt cái watermark cho diễn đàn mình. Thì các bài viết mà mình tự viết hoặc là dịch ra hoặc là mình sưu tầm thì mình nên có cái watermark này. Thì watermark thì mình đã có trong trong đây rồi, mình đã có các bạn xem ở đây nè, các bạn download ở đây. Cái phần gạch gạch trên đó là vietdesigner.net á thì các bạn không cần phải sửa, nhưng mà cái phần cái chữ dưới nè là các bạn tùy vào bài viết mà mình sửa lại nha. Bài viết về hướng dẫn thì mình để là tutorial, còn mấy cái hình ảnh demo thì mình ghi là demo, còn cái bài viết mà mình sưu tầm cái nguồn mà sưu tầm á thì mình ghi là collect. Cuối cùng nếu sưu tầm hay collect, nhưng mà cuối cùng á, cuối bài viết á thì mình ghi là mình sưu tầm từ đâu, nếu không nhớ đâu hay là sưu tầm từ lâu rồi đó thì mình ghi là sưu tầm từ internet và lâu rồi. Còn bài viết về dịch đó, nếu mà dịch đó thì mình save ảnh về, tại vì nếu mà không save ảnh về mà copy trực tiếp từ ảnh của người ta thì làm sao mà dán watermark được. Thì save ảnh về và mình thêm cái dòng cái watermark này và mình ghi là chữ translate, và cũng ở cuối bài này nè mình cũng ghi là dịch từ đâu hoặc là cover lại từ đâu. Đó là cái phần mà bài bài viết mà mình thì mình ghi như vậy để mà khuyến khích các thành viên tự bảo vệ, cho tự mà làm. Cách này thì vừa bảo vệ cho cái thành quả lao động của mình cùng diễn đàn chúng ta, và cũng vừa quảng bá nữa, tại nhiều khi người ta copy bài của mình đó, thì vẫn còn cái watermark của mình. Cái này coi như là cái thương hiệu của chúng ta luôn đó. Và bài viết thì có cái phần download này đó, thì mình đây đây là cái form chuẩn. Nói chung thì cái này không mất thời gian nhiều đâu. Này lên download thì media file, thường thường là các bạn download lên media file đúng không? Nếu mà dùng các download khác á
thì mình thay cả bằng cái logo khác thôi, hoặc là không có logo thì mình ghi đại, mình ghi là download từ đâu, thì dưới đây là cái dung lượng của phần download để người ta biết. Nếu mà có đặt password mà của vị designer thì để đây, còn không có thì bỏ. Có nghĩa là mình chèn lên download, chèn lên download thì các bạn không biết, các bạn biết chưa, để mình thử nha, để mình làm, mình làm cho đây luôn, sửa. Thì mấy cái hình mà folder download này á, các bạn có thể save về up hot riêng cái hot ảnh của mình, hoặc là có thể copy từ đây luôn, copy copy email nè, mình bắt ở đây cho nó giữa, trong căn giữa nha, căn giữa nhìn đẹp hơn. Còn đây mình copy luôn, link download. Đây là dung lượng nha, dung lượng đây là 130 100 100 MB đi, 100 MB. Còn dưới đây là mình chèn lên. Ví dụ như mình lấy lại cái link này nha. Đây không phải link download nhưng mà mình cứ đây là lấy lại. Tại nhiều khi nó lỗi á, cái này thường thường mình chèn lên nó hay bị lỗi á, nhiều khi mình chèn xong rồi mình up lên rồi mình thấy, mình thử mình để chuột vào coi, để chuột vào coi nó có lên không. À cái này không có nè, bị lỗi rồi, mình sửa lại, mình chèn lại. À có nè, có lên rồi đó. Rồi vậy là ok đó, cơ bản thì nó cũng chỉ đơn giản như thế này thôi, không mất nhiều thời gian đâu, nhưng mà nó có thêm một cái form chuẩn chuyên nghiệp, thì mà các member mà khi nhìn vào thì người ta sẽ có thể học hỏi theo. Mình không bắt buộc các member phải viết bài hay form chuẩn, nhưng mà mình hy vọng là các mod, tại vì các mod là cái thành viên ban quản trị, thì mình nên làm thêm một cái form chuẩn để mà nhìn cho diễn đàn nó chuyên nghiệp hơn. Ok, vậy là xong cái phần bài viết về cách post bài dành cho các mod. Hy vọng là sau khi cái bài viết này rồi á, thì mình hy vọng là các mod sẽ, mà khi mà bộ bài á, thì sẽ nhìn nó chuyên nghiệp hơn, nó dễ đọc hơn, nhìn cho bài viết mình nó hấp dẫn phong phú hơn, để mà khi mà mình share lên Facebook fanpage I love Photoshop á, thì người ta sẽ có nhiều lượt xem hơn. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe lắng nghe video này nha.